mọi người. Hiện tại thì Ngân đang đứng trước nhà mẹ Ngân nè. Thì ở phía trước đây sẽ là một cái con đường để mình đi vào trong cái khu chợ. Cái chợ đó nhỏ thôi chứ không có to. Thì một lát Ngân sẽ vào trong cho mọi người xem cái tình hình khu chợ gần nhà Ngân ha. Thì Ngân thấy xung quanh đây có mấy cô bán trái cây nè, với lại bán trứng á. Người ta không có bán trong chợ được, thành ra ngồi trước nhà bán luôn. Tại vì đang có cái chỉ thị là cấm chợ tự phát buôn bán luôn á. Thì giờ Ngân sẽ chạy vào trong chợ nha. Đây là phía trong chợ nè mọi người. Ba mươi hả? Nè, tiền. Em làm gì á? Quay liêu. Đừng nói quay chị nha. Em quay khu chợ mình. Đó. Thì hiện tại thì đã căng dây không có cho vào trong chợ. Nhiều sạp cũng đã đóng hết rồi. Tuy nhiên thì cũng có một số người hàng kiểu như đồ người ta nhập về người ta chưa có bán hết á, cũng bày ra bán, nhưng mà bày ra như thế này thì bán cũng sợ, mọi người sợ trên phường người ta xuống á. Ở xa xa đằng kia là căng luôn, không có cho xe chạy vào luôn á. Thấy thương ghê không? Mà nó không có mấy cái này. Bây giờ chạy lên thấy chị bán em mua luôn. Mới mở ra nè, hơi mật nè ngon. Mật hả? Mật thì không phải nhạt đâu, hơi mật nó ngọt hơn. Nó bắt rồi đang trần nha. Nó hốt là đi hết á. Khổ. Thế thành ra chưa, em không nghĩ hôm nay chị bán đâu. Em ghé bắt nó xanh em mua quá trời rau luôn. Ừ, về nhà đi em chửi em ăn mấy ngày nữa em không có đi chợ. Nhưng mà hồi trụ chị ơi, hồi chưa vô siêu thị nó không còn cái gì luôn á chị. Đồ ăn rau là mấy chị gần hết luôn á. Không còn gì luôn. Đây bớt khoai nữa, khoai mặt ngọt. Thêm trứng sùng nha, luộc chị ăn chống COVID. Cái trứng nó sùng nha hả? Ăn sáng nó không có sùng, ngủ là không có được, nó không có luôn, nó không có sùng. Khoai này mới dỡ mà em chọn nữa, chị chọn cho em á hả? Tức là mấy củ thôi, tại nhà em cũng có khoai lang, nhưng mà khoai mật thì em để dành á. Nào em buồn miệng thì em hấp lên, luộc lên em ăn. Chứ ở nhà em có khoai tím, khoai củ lang, khoai tím. Em về em làm em nấu chè thôi chứ. Đúng rồi, bữa em mua có 2 kg có 15.000. Khoai tím nó rẻ cực kỳ. Rẻ cực kỳ luôn. Ờ, Nhật là 20.000. Bữa em mua 2 kg 15.000, em mua ở chỗ gần công ty em á, em thấy người ta bán xong cái em mua. Rồi, đây là cái mớ khoai lang tím hôm trước Ngân mua trong cái đợt giải cứu khoai lang gì đó. Ngân mua 2 kg 15.000 nãy Ngân có nói đó. Còn cái này là khoai lang mật lúc nãy Ngân vừa mua ở chợ nè. Bột năng và nước cốt dừa. Đầu tiên thì Ngân sẽ gọt vỏ khoai lang ra. Cái nước cốt dừa hôm nay ngoài chợ người ta đóng cửa hết, nên thành ra Ngân phải mua cái dạng lon. Thì mọi người mua cái dạng mà dừa khô về mình vắt cũng được nha. Hồi lúc trưa Ngân đi siêu thị thì cái siêu thị phải nói là không còn hàng để bán luôn mọi người. Người ta mua trữ trong cái mùa dịch nè. Khoai lang thì Ngân đã gọt vỏ xong rồi, thì mình sẽ cắt thành từng khoanh như thế này để mình hấp cho nó nhanh chín. Cái khoai lang tím này nó rất là cứng luôn, nhưng mà cái thời gian hấp nó lại nhanh hơn cái khoai lang mật này. Sau khi cắt thành từng khoanh như thế này, Ngân sẽ cho vào cái sửng hấp và mình đem hấp trong vòng 15 phút ha. Mọi người có thể sử dụng thêm khoai lang màu trắng nữa nha. Khoai mà sau khi hấp chín thì Ngân sẽ dùng một cái nĩa như thế này. Ngân sẽ tán cho cái khoai nó mịn ra. Mình tán cái lúc mà khoai nó còn nóng thì nó sẽ dễ tán hơn nha mọi người. Cái lượng khoai hôm nay Ngân dùng là 250g thì Ngân sẽ sử dụng 50g đường. Mọi người có thể gia giảm tùy theo cái độ ngọt của khoai nha. Trộn đều cho cái đường này nó thấm hết vào cái khoai. Thì mình sẽ cho vào đây 100g bột năng. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Cái lượng bột năng thì mình có thể gia giảm tùy theo cái độ khô của khoai nha. Trộn một hồi thì khoai nó cũng đều với bột và cái khoai nó cũng nguội rồi á. Thì mình sẽ đeo bao tay vào và mình nhồi nó. Trong cái quá trình nhồi, nếu mà mọi người thấy cái khoai của mình nó hơi khô thì mình có thể cho thêm xíu nước. Nhưng mà mình nhớ là cho một xíu thôi nha. Mình cho từ từ để mình canh cái lượng khoai nó không bị nhão quá. Tương tự thì Ngân cũng sẽ làm với phần khoai lang mật. Vì cái này là khoai lang mật nó ngọt sẵn rồi nên Ngân không có cho đường. Nếu bạn nào thích ăn đường thì mình vẫn có thể cho thêm đường vào nha. Làm tương tự như cái khoai lang tím luôn.
Rồi, bây giờ mình sẽ đi nhào bột ha. Mình cho một ít bột năng phía dưới cho nó khỏi dính nè. Mình lót thêm cái lớp giấy wrap bọc thực phẩm ở dưới luôn. Lấy một phần khoai vừa đủ nè, mình xe cho nó thành dài dài. Sau đó mình sẽ cắt thành từng khúc. Mọi người cũng có thể vo tròn thành những viên chân trâu cũng được, nhưng mà Ngân khuyên mọi người là cắt giống Ngân hơn, nó sẽ nhanh hơn, tại vì cái công đoạn làm bột này nó rất là lâu. Tay Ngân sẽ cắt thành từng viên như thế này đó. Tương tự thì Ngân cũng làm với cái màu tím luôn. Sau khi mà làm bột xong rồi á, thì mình sẽ bắt một nồi nước sôi lên bếp. Khi mà nước thật sôi thì mình sẽ thả cái phần khoai lang này vào đây, nấu cho đến khi cái phần khoai mọi người thấy nó đang chìm ở dưới, nó nổi lên bền lên trên mặt nước là ok. Mình vớt ra để vào cái thau nước lạnh nha. Tương tự Ngân cũng sẽ làm với cái màu tím luôn. Xong rồi mình sẽ rửa thật sạch và để cho ráo. Mấy cái viên khoai bây giờ nhìn bóng bẩy dễ thương ghê. Cái phần nước cốt thì ở đây Ngân có 1 lít nước cốt dảo. Ngân cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Và mọi người có thể nêm đường tùy theo cái khẩu vị của mình. Cho thêm 1 muỗng canh whipping cream vào nữa cho nó béo. Lên bếp và mình sẽ cho cái phần khoai đã luộc vào đây, nấu cho đến khi sôi. Mình sẽ cho một ít bột năng đã pha với nước vào cho cái nước chè nó được sệt sệt lại á. Nêm nếm lại xem là đã vừa khẩu vị chưa thì sau đó mình sẽ cho nó ra ngoài chén ha. Vì cái phần khoai mình đã luộc chín trước rồi cho nên cái phần nước cốt dừa này nó chỉ cần sôi lên là mình có thể tắt bếp được rồi. Ăn kèm thì mọi người có thể cho thêm đậu phộng hoặc là mè rang lên trên nha. Đó, vậy là cái phần chè đã nấu xong rồi nè mọi người. Cái mùi nước cốt dừa rất là thơm luôn. Nó cho một ít whipping cream vào đây cho nó rất là béo. Còn cái viên khoai thì dẻo dẻo thơm thơm nữa. Trong cái mùa dịch này thì cũng không ra đường được, nên thành ra ở nhà mọi người làm thử nồi chè này ăn nha. Và cái video ngày hôm nay Ngân xin phép kết thúc tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video của Ngân. Và hẹn gặp mọi người những video lần sau. Bye bye.